Hi, Nisa, xin chào tất cả các bạn, mình có Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4 và trước khi vào học ngữ pháp mới chúng ta cùng nhau xem vào một bài. Hay một nồi mình thiệt là sao? Ôi, các bạn nhìn đây vào lúc này ha, thì cái bạn này là bạn người nước nào ta? Đúng rồi, America Business. Đây là mình có một người bạn là America gì? Thì bạn nó nói là sao? Là đúng rồi, bạn thấy một cái bạn nam đang còn rất là nóng ha, thì cái chữ Kazi này là mùa hè ha. Thì mình nghe từ cái bạn người Mỹ của mình là gì nói là mùa hè ở Mỹ thì rất là nóng, bức ha, rất là nóng, nhưng mà mình chỉ nghe thôi ha, mình nghe từ bạn của mình nên là mình chỉ là truyền đạt lại cho các bạn nghe. Thì đó là một cái cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học, đó là nghe nghe nói là gì đó ha. Thì các bạn, thì chúng ta sẽ có một câu ví dụ là アメリカの夏はとても暑いそうです. Thì câu này mình dịch là mùa hè tại Mỹ thì sao? Nghe nói là rất là nóng. Hay mùa chỉ đổi thì là sai. アメリカの夏はとても暑いそうです. Hay gì đấy cả. Thôi để hiểu một chút so this. Nghe nói là cái gì đó ha. Thì chúng ta cùng nhau đi vào một chút. Hay. Rồi, thì cái mẫu cấu trúc này thì chúng ta có cái đuôi là so this và cộng cho futske. À, tính từ ví dụ như động từ, tính từ y, tính từ na gì đó các bạn ha. Thì ý nghĩa của một cấu trúc so this là nghe nói là thôi, cái cách dùng của nó là gì, truyền đạt thông tin mà mình nghe thấy ở đâu đó từ người thứ ba và không có nhận định của người nói, đúng không các bạn? Ví dụ như nãy mình có ví dụ là アメリカの夏はとても暑いそうです là không phải là mình nghe từ đâu mà sao mình nghe từ bạn của mình ha, nhưng mà mình không biết thông tin đó, là mình chỉ nghe từ cái người thứ ba và mình nói lại cho các bạn nghe thôi. Để nhấn mạnh thêm sự chắc chắn của thông tin thì nó sẽ đi với ni vô được tốt các bạn ha. Thì nếu mà cái mẫu câu so this này mà muốn nhấn mạnh thêm để chắc chắn thêm thông tin đó thì sẽ đi với mẫu câu ni vô được tốt it is cup hay it is net. Thôi để nó chúng ta cùng nhau đi qua một cái ví dụ thôi. Sao ta? Đúng rồi ha. Thì cái bạn nam này như thế nào? Đúng rồi, bạn nam này đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình và bạn nó nói là sao? Theo như là gì? Theo như là dự báo thời tiết thì ngày mai sẽ nghe nói là ngày mai có mưa đó. Đúng rồi các bạn. Thì bạn này chỉ gì? Chỉ xem thông tin từ cái người thứ ba là cái người thời tiết, đúng không? Người dự báo thời tiết, người dẫn chương trình dự báo thời tiết, nên là bạn đó đã truyền đạt lại cho bạn của mình nghe. Thì mình sẽ có một câu là Tenki jōbō ni yoru to asuka wa ame ga furu so desu. Là gì? Đúng rồi ha. Theo như dự báo thời tiết thì nghe nói là ngày mai có mưa đó. Ii desu ka? Hai ii desu ne? Rồi, để hiểu hơn mẫu câu này chúng ta cùng nhau đi vào phần練習. Hay sao chúng ta練習 しましょう. Bueno, em vừa mình tìm ra ta. Thôi, các bạn nhìn vào cái này, đúng rồi. Thì bạn nam này vẫn là đang nói chuyện với một người khác. Và gì? Và truyền đạt lại thông tin từ bên thứ ba ha. Thôi, các bạn nào mày đang xem tivi và có gì đúng rồi, có một chuyện động đất Jason Business, thì bạn nói đang là truyền đạt lại cho một cái người khác để biết cái thông tin đó, thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là さっき Tokyo で地震がありました thì ありました、thì chúng ta chỉ sao ta, đúng rồi, thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu là さっき Tokyo で地震があったそうですよ. Nghe nói là hồi nãy là gì, ở Tokyo thì có một trận động đất đó, đúng không các bạn? Hay một trường hợp tuyệt vời sai. Saki Tokyo de jishin ga atta so desu yo. Hay ni desu ka? Hay ni desu ne? Thì các bạn này chỉ là gì? Chỉ nghe thông tin từ một cái bên thứ ba là trên TV và truyền lại cho bạn mình ha. Thì bạn đó sẽ nói là Saki Tokyo de jishin ga atta so desu yo. Hay ni desu ka? Hay tsugi no renshu shimashou. Hay kono wa yamete kudasai. Rồi, cũng là các bạn nữ này đang nói chuyện với một ai đó ha, một cái người bạn của mình đó. Thì bạn này đang nói về cái gì ta? Đúng rồi, hai đang nói về một cái nhãn hiệu quần áo đang có một cái gì, cái sale rất là lớn ha. Thì bạn đó sẽ nói như thế nào ta? Rồi chúng ta sẽ có một câu là Kyo wa Uniqlo de Đai sale ga arimasu yo. Đai sale là gì các bạn? Đúng rồi ha, là một cái gì khuyến mại lớn ha, một cái giảm giá lớn của Uniqlo. Uniqlo là một cái nhãn hàng quần áo của bên Nhật ha, rất là nổi tiếng ở bên Nhật. Thì chúng ta sẽ có câu chi như thế nào nè? Đúng rồi ha, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Kyo wa Uniqlo de Daisaru ga aru so desu yo. Hay, いいですか? Mochi do te kudasai. Kyo wa Uniqlo de Daisaru ga aru so desu yo.
Hay snack coi chị như thế nào? Ồ, hôm nay tại Vipiculo thì có gì? Có một chương trình gì? Giảm giá lớn các bạn ha. Yes, các. Này, business Hay tôi ngồi về từ giờ ra. Rồi, hai cái bạn này đang đi đi đâu ta? Đúng rồi ha, super. Hay đang gặp nhau ở trước siêu thị và đang nói chuyện về cái chủ đề gì ta? Đúng rồi, nói chuyện về cái chủ đề đồ ăn thì cái có một cái món ăn gì đó. Nó khỏe ha, thì hôm nay thì bạn nói về cái gì ta? Đúng rồi, tomato. Tomato là gì các bạn? Đúng rồi, cà chua ha. Thì hai người đó đang nói với nhau là gì? Cái người đó đang nói với bạn của mình là: "Ê, hôm nay là gì? Tại siêu thị có gì?" Cà chua rất là rẻ ha, đúng không các bạn? Đúng rồi ha, thì mình sẽ có một câu này là: "Gia sư để tính từ đuôi thì chúng ta vẫn giữ nguyên nó và thêm sodis idiska." Thôi chúng ta sẽ bỏ câu gì nào? Sodis nhé, chúng ta sẽ bỏ câu là: "Kiểu là sức khỏe đấy." Tomato ga yasui so desu yo. Hay, mỗi chữ đợi tiệc là sai. Kiểu là sức khỏe đấy, tomato ga yasui so desu yo. Hay, idis nhé. Hay, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố một câu chút service thì mình sẽ để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ là bài tập, và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và các bạn nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata Kodo Negashimasu.